Xin chào các em, cô là Dương Thị Hồng Thắm, giảng viên khoa tiếng Anh trường Đại học Thương mại. HiClass là trang web cung cấp chương trình học và ôn thi trực tuyến chất lượng cho môn tiếng Anh Trung học phổ thông quốc gia dành cho các học sinh trung học phổ thông. Với các em học sinh mong muốn được đạt từ 7 điểm trở lên thì gói nâng cao là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Lộ trình giúp các em hệ thống lại kiến thức và luyện tập như sau: học, thực hành, kiểm tra và luyện đề thi thử. Nền tảng kiến thức là vô cùng quan trọng. Sau đó chúng ta bắt đầu lộ trình bằng cách ôn tập lại các lý thuyết cơ bản và nâng cao, sau đó làm bài tập để ghi nhớ kiến thức vừa được học. Các em lưu ý, để giành được điểm càng cao thì các em phải nắm chắc được các kiến thức nâng cao. Sau đó sẽ làm các đề kiểm tra để đánh giá lại kết quả học tập. Cuối cùng là luyện đề thi thử tổng hợp để cọ sát, đánh giá năng lực và chuẩn bị tâm lý vững vàng trước kỳ thi. Để đạt được từ 7 điểm trở lên thì các em sẽ cần học tất cả các dạng bài có trong một đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm bài tập ở cấp độ trung bình, khó, bao gồm ngữ âm, trong đó có phát âm và trọng âm, chức năng giao tiếp, tìm lỗi sai, hoàn thành câu và viết lại câu, gồm câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho, nối hai câu thành một câu, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa hay đọc hiểu, gồm đọc hiểu điện từ và đọc hiểu trả lời câu hỏi. Các em sẽ chủ yếu tập trung thực hành ở mức độ khó. Tuy nhiên, việc lấy đà ở các bài có mức độ trung bình sẽ rất hữu ích. Sau đây, cô sẽ tặng cho các em một số bí kíp trong khi làm bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia để đạt được điểm tối đa. Lưu ý thứ nhất, không bao giờ bỏ trống bài làm. Thậm chí khi các em không chắc chắn đáp án nào cả thì cũng nên tô vào một ô trong bài làm. Thứ hai, lướt qua một lượt đề thi. Khi được phát đề thi, giám thị sẽ cho các em khoảng 5 phút để kiểm tra đề thi. Thay vì tận dụng thời gian này để đặt bút làm bài thi ngay, các em hãy đọc lướt qua một lượt đề thi xem phần nào mình chắc chắn có thể giải quyết ngay được. Tiếp theo là trong quá trình làm, nên làm theo từng phần đề để tránh bị sót câu. Câu nào chưa làm được thì khoanh lại để đó, sau khi xong các câu khác sẽ quay lại. Cũng cần lưu ý, không nên tập trung quá nhiều thời gian vào một câu mình chưa nghĩ ra vì mức thang điểm các câu là giống nhau, vì vậy cần phải phân bổ thời gian một cách hợp lý. Ngoài ra là tô trực tiếp vào bài thi. Thời gian không có nhiều để có thể chép lại, vì vậy các em nên tô trực tiếp vào bài. Khi tô phải tô kín vào đúng câu, tránh tẩy xóa nhiều lần. Và cuối cùng là quay lại những câu chưa làm. Sau khi làm xong một lượt những câu mình đã chắc chắn làm được, các em hãy quay lại những câu mình đã bỏ sót và phân vân trước đó để tìm câu trả lời thích hợp nhất. Trên đây là lộ trình học của gói nâng cao trên trang web HiClass. Cô tin rằng cùng với sự nỗ lực hết mình thì các em sẽ đạt được mức điểm đã đề ra khi lựa chọn đồng hành cùng HiClass trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới.